Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta hiệp với giáo hội, hiệp ý với nhà dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới mừng lễ Thánh Clemente Maria Hofbauer. Hôm nay là sinh nhật trên trời thứ 199 của Ngài, Ngài mất năm 1820. Ngài được coi như là đấng sáng lập dòng thứ hai của nhà dòng Chúa Cứu Thế, bởi vì Ngài có công mang dòng Chúa Cứu Thế ra khỏi nước Ý và ngày nay lan tràn trên toàn thế giới. Ngài là bổn mạng của thành viên, cũng là bổn mạng của hội tông đồ giáo dân của giáo xứ chúng ta, bổn mạng của giáo khu 9 và có thể nói là bổn mạng của tất cả mỗi người chúng ta hôm nay đang hiện diện nơi đây, những người thường xuyên đến với nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà này. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Clemente là một vị tông đồ nhiệt thành. Các nhà sử gia nói Ngài là một vị tông đồ đúng nghĩa, bởi vì nơi Ngài mang đầy đủ những bản chất của một con người mang dấu ấn của Chúa Kitô. Nơi Ngài mang dấu ấn của những con người mà đóng góp cho những phát triển của con người và cho nhân loại này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta đọc hạnh tích của Thánh Clemente, chúng ta sẽ thấy chúng ta giống như là đang đọc một câu chuyện cổ tích về một vị anh hùng vậy. Bởi vì nơi Ngài mang đầy tính của một vị anh hùng, đấy là lòng cương trực, đấy là bản lĩnh, đấy là lòng bao dung, và đấy là một con người đầy cá tính. Nếu đọc trong hạnh tích của Ngài, chúng ta sẽ thấy năm 7 tuổi, cha Ngài mất. Ngài là con thứ 9 trong một gia đình có 12 anh em. Gia đình khó khăn như vậy, Ngài phải vượt qua biết bao nhiêu khó khăn. 7 tuổi, cha qua đời. Ngài phải đi làm trong lò bánh mì, phải đi làm đồng, phải đi phục vụ trong một nhà trường để có thể nhờ đó mà có cơ hội để được học hành. Rồi khi vào nhà dòng rồi cũng thế, Ngài sau khi đã được thụ phong linh mục trong dòng Chúa Cứu Thế, Ngài trở về nước Áo trong một hoàn cảnh mà lúc đấy vua Joseph đệ nhị đã công bố xóa sổ, đóng cửa 800 tu viện và tất cả các tu sĩ, các tu viện không được còn tồn tại, không được giảng đại phúc, trong một hoàn cảnh rất khó khăn. Rồi Ngài chuyển cùng với cha Húp là bạn thân của Ngài, chuyển sang Ba Lan và ở Sanh Bên Ông. Giống Ngài giống như là Thánh Clemente và cha Húp, giống như là gia đình Nazareth xưa vậy, trở về nước Áo với một ước vọng, đấy là mang dòng Chúa Cứu Thế ra khỏi nước Ý. Nhưng mà khi về đến nước Áo thì gặp đầy khó khăn như vậy, Ngài phải sang Ba Lan và ở đó trú ngụ ở Ba Lan. Ngài ở Ba Lan phục vụ cho những người gốc Đức ở Sanh Bên Ông 20 năm. 20 năm ở Sanh Bên Ông mà Ngài làm cho Sanh Bên Ông trở thành như là một trung tâm đại phúc thường xuyên trong 20 năm trời. Một ngày có tới 5-6 thánh lễ, và người ta tính trong một năm có đến gần 2.000 bài giảng. Một năm có 365 ngày mà có gần 2.000 bài giảng. Trong khi đó Ngài xây dựng nhà dòng, xây dựng trường mồ côi, xây dựng trường học cho học sinh. Ngài phải đi ăn xin
để chăm lo cho các trẻ mồ côi. Một con người bản lĩnh đến nỗi đi xin người ta, vào nhà người ta xin, người ta nhổ nước miếng vào Ngài và Ngài nói: đây là phần của tôi, còn phần của các em mồ côi đâu? Có thể nói một con người đầy bản lĩnh trong tất cả những khó khăn như thế, ngay từ nhỏ trong những khó khăn như thế, mà Ngài vẫn luôn sống một cách chính trực và trong sáng. Ở đời người ta thường nói đấy là bần cùng sinh đạo tặc. Gặp khó thì hay làm những chuyện bệnh. Nhưng mà đối với Clemente Hofbauer, khi nhỏ khó khăn như vậy, nhưng mà Ngài vẫn luôn luôn sống chứng chính trực và trong sáng, tìm mọi cách để có thể tiếp cận với công việc học hành để nuôi ước mơ của mình, đấy là làm linh mục của Chúa. Như con nói lúc đầu, nếu chúng ta đọc chuyện của Ngài, chúng ta thấy giống như là chúng ta đang đọc một câu chuyện cổ tích về một vị anh hùng vậy. Nhưng mà không dừng lại ở đấy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, điều quan trọng hơn đấy là nơi Thánh Clemente, một con người đặt trọn đời mình trong tay Thiên Chúa. Tất cả những đức tính mà chúng ta gọi là anh hùng mà Ngài có, đức tính mà làm nên ở đời, người ta có thể nói rằng làm nên Ngài là một vị anh hùng hay là một đấng trượng phu, thì tất cả những đức tính đấy Ngài xây dựng trên một cái nền cực kỳ vững chắc, đấy là niềm tin vào Thiên Chúa. Ngài nói rằng thà chết còn hơn đánh mất đức tin. Ai không có đức tin thì giống như là cá không có nước. Và Ngài khẳng định, bạn cứ hãy vững tin, Thiên Chúa sẽ dẫn dắt bạn. Với cái một niềm xác tín, một niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa như thế, đặt trọn niềm tin của mình nơi Thiên Chúa như thế, và chân nhận Thiên Chúa là Chúa của đời mình, cũng như chân nhận Thiên Chúa là Chúa, là chủ của công việc Ngài sẽ làm trong khi Ngài thi hành sứ vụ là linh mục, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế. Cũng giống như là Mô-xê xưa, năm 1785 Ngài chịu chức xong thì Ngài được sai về phương Bắc, sai về ra khỏi nước Ý, vượt qua dãy Alps về nước Áo. Ngài đi không có mang theo tiền, giống như trong bài tin mừng hôm nay Chúa Giê-xu nói có lẽ Ngài là người thực hiện triệt để nhất lời Chúa Giê-xu trong bài tin mừng: anh em hãy đi, này thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói, đừng mang túi tiền, bao bì, giày dép. Ngài với cha Hốp trở về nước Áo với hai bàn tay trắng, có thể nói như thế. Nơi chốn Ngài đến cũng không được rõ ràng, và mục đích của Ngài cũng không được rõ ràng, có thể nói như thế. Giống như Abraham xưa kia khi được Chúa gọi lên đường và đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa, thì Clemente Maria Hofbauer cũng giống như vậy. Sau khi chịu chức linh mục trong dòng Chúa Cứu Thế, trở về với tiếng gọi của Thiên Chúa là mang nhà dòng ra khỏi nước Ý, và để cho ơn cứu độ của Thiên Chúa được lan tràn qua việc phục vụ, qua sứ mạng của nhà dòng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đức tin của Ngài được thể hiện ngay từ tấm bé. Khi cha Ngài mất lúc 7 tuổi, mẹ Ngài dẫn Ngài đứng dưới chân thập giá và mẹ Ngài nói với Ngài: từ nay người này sẽ là cha của con. Có lẽ đấy là một tác động cực kỳ mạnh đối với cha Thánh Clemente Hofbauer. Không biết quý ông bà và anh chị em chúng ta có được cha mẹ dạy chúng ta như thế, hay là chính bản thân chúng ta có được cha có dạy con cái của chúng ta về đức tin như thế không?
Nhưng mà chính cha Clemente đã lãnh nhận được đức tin từ nơi người mẹ, và có lẽ chính cái ấn tượng đó đã nuôi dưỡng đức tin của Ngài sau này. Ngài trong một hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng mà Ngài luôn luôn trung thành cầu nguyện. Biết bao nhiêu cuộc hành hương Ngài sang Roma. Cái sắc tín của Ngài khi muốn vào một nhà dòng ở bên nước Ý cũng cho thấy cái niềm tin phó thác của Ngài. Ngài với cha Hốp sang Roma và Ngài nói: sáng mai chuông nhà thờ nào nổi lên sớm nhất thì chúng ta hãy đến đó. Và sáng hôm sau Ngài thực hiện như vậy, và Ngài vào đúng nhà thờ của dòng Chúa Thế, và từ đó Ngài nhập dòng. Cái cách Ngài trở về khi ra khỏi nước Ý cũng vậy, và cái cách khi Ngài phục vụ cũng vậy. Một con người làm sao mà có thể chịu được khi người ta, khi mình đến xin người ta mà người ta nhổ nước miếng vào mặt mình. Nếu không có lòng tin, một lòng tin sắc son, một lòng tin đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, thì không thể nào vượt qua được. Đức tin của Ngài cũng thể hiện ngay trong cuộc sống với anh em. Sáng nay ở trên nhà cơm, tôi nghe cha Toản cũng kể câu chuyện về Ngài. Đấy là khi Ngài tranh luận với một anh em trong nhà dòng. Thế là anh em trong nhà dòng tranh luận với Ngài, mà Ngài tức quá, Ngài bỏ đi. Ngài đang là bề trên, nhưng Ngài tức quá, Ngài cuốn gói, Ngài bỏ đi. Và bỏ đi rồi, Ngài tới vào một nhà thờ gần đó, Ngài vào cầu nguyện, và cơn giận nguôi dần. Và Ngài cầu nguyện với Đức Mẹ như thế này: xin mẹ, bây giờ con quay trở về thì không được, xấu hổ quá, vì con là bề trên mà. Anh em lại hỏi con là cha đã hoán cải cả châu Âu rồi chăng? Nhưng xin mẹ cho anh em con đến kêu con về. Và sau khi Ngài cầu nguyện xong, Ngài ra khỏi nhà thờ, đang trên đường đi thì một anh em chạy đến xin lỗi Ngài và kêu Ngài về. Cái đức tin thể hiện ngay cả trong cái sự yếu đuối của con người. Và có lẽ đấy cũng phải là đức tin của chính mỗi người chúng ta. Chúng ta nhận Ngài làm bổn mạng của chúng ta. Mỗi người chúng ta ở đây có thể nói Ngài cũng là bổn mạng của chúng ta. Chúng ta học được gì nơi Ngài? Ngài sống trong một hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, sống trong một hoàn cảnh xã hội rất khó khăn, nhưng Ngài vẫn luôn đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa. Hoàn cảnh gia đình của chúng ta thì sao? Hoàn cảnh hội đoàn của chúng ta thì sao? Cái xã hội chúng ta đang sống nó như thế nào? Mỗi người chúng ta biết. Nhưng chúng ta có giữ được đức tin giống như Ngài không? Hay là đôi khi vì bần cùng chúng ta sinh ra làm những điều xấu? Đôi khi vì khó khăn một chút thôi, có khi không, có lẽ so với mà Ngài thì chúng ta còn may mắn hơn nhiều lắm. Nhưng vì đôi khi vì kinh tế khó khăn một chút, nhưng chúng ta cũng có thể gạt Thiên Chúa ra ngoài để chúng ta kiếm lợi cho mình. Đôi khi trong công việc phục vụ của chúng ta, phục vụ Chúa, phục vụ tin mừng của chúng ta, đôi khi chúng ta chỉ khó khăn một chút, người khác hiểu lầm một chút thôi, chúng ta có vượt qua được không? Khi chúng ta nhận Ngài làm bổn mạng thì chúng ta cũng được kêu mời theo noi gương Ngài, sống đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, và sống những đức tính, có thể nói những đức tính anh hùng của con người mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta, để chúng ta xây dựng cộng đoàn chúng ta, xây dựng hội đoàn của chúng ta, xây dựng giáo khu của chúng ta, và xây dựng giáo hội chúng ta trong xã hội ngày nay trong tình thương của Chúa. Cha Joseph Jacksman nói về Ngài như thế này, cuối cuốn lịch sử về Thánh Clemente nói thế này: nơi cha Clemente Hoppauer, Thiên Chúa đã đặt một trái tim vĩ đại để nơi đó
những ai đau khổ, những con người bị áp bức, những con người bị loại ra bên lề ở xã hội, được có Ngài làm bạn và được hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa nơi Ngài. Mỗi người chúng ta cũng hãy noi gương Ngài sống như vậy, để những người chung quanh chúng ta được hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa nơi chúng ta. Amen.